Hello, em chào tất cả các bác. Em vừa cập bến một chiếc đồng hồ để bàn thương hiệu là Citizen sao băng. Citizen này, Citizen là chữ vàng nha các bác. Số giờ là số La Mã. Chiếc này rất to khủng nha các bác. Chiều ngang của chiếc này là tới 34,5 cm nha. Còn chiều cao lên là tới 35 cm. Nhôm vách dày không à. Chiều sâu vô là 16,5 cm, có xây lắp. Nó là hai bên có hai trụ rất đẹp. Sử dụng máy lớn hai bên trung. Chạy rất khỏe nha các bác. Đồng hồ thì vừa xem giờ trang trí đi co thì thích. Chiếc này nhìn thấy hoành tráng này. Các bác để phong cách là tuyệt vời luôn. Em có up hình trên Zalo á, các bác kết bạn Zalo giúp em qua số điện thoại 0918120267 để các bác được xem chi tiết máy móc bên trong luôn. Tại vì chiếc này nó to quá em không có tiện để quay nha, em không quay tới quay lui có một tay nè. Em vách rất dày ha, em để tay các bác thấy nè, cái vòng giờ là nó nhô lên luôn nha. Sa băng nằm đây nha các bác. Đây, đây nó xây lắp. Này hai bên có hai cái đế. Đế này là bốn đế nhé. Bốn đế rồi. Này. Chiếc này nói chung mà đáng cho các bác sưu tầm nha. Em kết thúc video cho các bác.